trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ, 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận, 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh, giáo sư Trí Đức, 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị, đại lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi và số mệnh phần thứ 2 hàng tuần ngày thứ 6 từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Kính thưa quý vị, như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nói về ba nhân vật có sức mạnh và cái ảnh hưởng lớn nhất trên trái đất này, đó là ông Donald Trump, ông Putin và ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày là cái tinh thần, cái sức mạnh cũng như cái linh hồn cũng như cái tinh thần của một cái vị tổng thống đó, nếu mà thành công và phát triển thì làm cho đất nước sẽ phát triển. Chính vì thế chúng ta xem xét cái hành ngũ hành nạp âm, chúng ta để xem vấn đề là sinh khắc như thế nào, và nói về cuộc đời của một con người thì chúng ta phải có cái năm tháng ngày giờ sanh của từng nhân vật một. Mời quý vị đón xem trên YouTube, tôi sẽ nói về cuộc đời của ba nhân vật này. Cuộc đời như thế nào. Nhưng trong phạm vi của chương trình ngày hôm nay, chúng ta nói về sự khắc mệnh và kỵ tinh trong phần thứ hai. Phần thứ ba chúng ta sẽ nói về hợp mệnh và truyền tinh. Kính thưa quý vị, thế nào là khắc mệnh và thế nào là khắc tinh? Khắc mệnh có nghĩa là người ta sinh vào cái năm đó có một cái ngũ hành nạp âm. Cái ngũ hành nạp âm là một cái ngũ hành rất là lớn. Nó lớn gấp 4 lần so với cái ngũ hành của trong trời đất, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Mùa xuân thì chúng ta có hành mộc đó, thì đó là và ngày chúng ta cũng có hành mộc nữa, và cái ngũ hành nạp âm là một cái yếu tố của bốn tính chất cộng lại, cho nên ngũ hành nạp âm của một con người rất là quan trọng. Kính thưa quý vị, ngũ hành nạp âm chính là ví dụ như người sinh vào năm 1958 đó là người có bình địa mộc, và ông Donald Trump ông sinh vào năm Bính Tuất, ông có hành thổ, và ông Putin ông sinh vào năm 1952, tức là ông sinh vào năm Nhâm Thìn, ông có hành thủy, và ông Tập Cận Bình là ông sinh vào năm 1953 Quý Tỵ, ông có hành thủy. Tức là cái mệnh của ông Donald Trump, ông là thổ, ông sẽ khắc thủy được, bởi vì cái ngũ hành âm đó, nó diễn tả cái bản chất trong con người ta, cái chemistry cũng như là cái khí lực trong người ta, cái khí lực đó là áp chế được hai cái khí lực của thủy, đó là cái hành khí ngũ hành nạp âm, nó nói lên cái tính chất là như vậy. Tuy nhiên ngũ hành nạp âm thì chúng ta phải hiểu, bậc đại sư có thể hiểu được, những người nghiên cứu tử vi lâu ngày có thể biết được là ngũ hành nạp âm nó có nguyên lý của cái khắc của nó. Ví dụ như là bình địa mộc, người bình địa mộc thì không có sợ bất cứ một cái kim nào khắc, và người tích lịch hỏa, mệnh tích lịch hỏa thì lại không có sợ đại hải thủy khắc, vân vân. Đó là cái khi chúng ta đi sâu vào môn tử vi. Nhưng mà người tôi gọi là khắc mệnh là ví dụ như là chúng ta sống trên thế gian này, đôi khi có ngày nào đó chúng ta đi đâu, chúng ta làm việc, gặp một người đó, chúng ta thấy người ta là chúng ta không làm việc được, hoặc là gặp người đó tự nhiên người ta có cái lực gì đó khiến như mình không làm việc được, mình trở nên khó khăn để phát triển lắm, hoặc là trong giao kèo kinh tế làm ăn mà cái người đối diện với mình là cái người khắc mệnh mình là mình không khó phát triển lắm, mình không làm được việc. Rồi vợ chồng cũng vậy, vợ chồng mà lấy nhau thì nếu mà một trong hai người khắc thì có khi là người chồng rất là tài giỏi, nhưng khi về lấy người vợ về tự nhiên là không có làm việc được, không có phát huy được cái sự nghiệp của mình, bởi vì bị cái khắc tinh của người vợ nó khắc, đó là khắc mệnh của người vợ nó khắc rồi như vậy. Cho nên là sự khắc mệnh của một con người trên lá số của tử vi trong đời sống của chúng ta cũng rất là quan trọng, chúng ta phải để ý phần đó. Nếu chúng ta làm việc gì đó mà chúng ta gặp một người khắc mệnh mình đó, hoặc chúng ta vào trong công sở đó chúng ta gặp một người khắc mệnh mình đó, đi đâu là việc gì người ta cũng chú ý mình, mà khi mình muốn làm cái gì rồi gặp người đó mình làm không được đó, nhưng mà không có người đó thì mình làm việc được, vân vân như thế. Còn vấn đề kỵ tinh, khắc mệnh là chỉ có năm sinh thôi, còn kỵ tinh thì nó nặng hơn. Kỵ tinh là cái con sao mà nó gọi là kỵ tinh đó. Khi mình gặp một người kỵ tinh đó, tức là chúng ta nói không được luôn, tức là mình ví dụ như là một người có sao cửu môn, nếu gặp một người có sao thiên cơ, tức là nó nằm trong cái đối chiếu của sao cửu môn đó, cho nên là cái sao cửu môn với thiên cơ đó, là hai sao nó nghịch nhau, cho nên là người cửu môn là thích nói lắm, nhưng gặp phải người thiên cơ người ta nói là một câu nhưng không nói được.
vấn đề kỳ tinh là một vấn đề ảnh hưởng rất là lớn, nhất là trong cái ngành mà luật sư đó, khi chúng ta cãi cọ nhau đó, nếu mà luật sư này gặp luật sư kia mà gặp kỳ tinh đó thì là thôi thua, không nói được, không diễn tả ý tưởng mình được, bởi cái chemistry của cái sao á nằm trong cái cerebral của mình để nó phát triển ra cái suy nghĩ, cái tư tưởng rồi lúc đó mình mới nói ra được, nhưng mà chemistry nó bị block bởi cái chemistry của cái vì sao đó, cho nên là không nói được, không làm được gì hết, nó hoàn toàn bị tê liệt hoặc là nói không được, là như vậy. Chúng ta rất là ngại ngùng khi gặp kỳ tinh. Còn khắc mệnh, khắc mạng thì chúng ta sẽ không làm được việc, chúng ta sẽ thành công được, nhưng mà chúng ta còn nói chuyện được, chúng ta còn có thể giao tế được, nhưng mà kỳ tinh thì là chúng ta không thể nào có thể đi đến cả cái sự là làm cho người khác quẫn trí hoặc là khó khăn, bởi vì cái lời kỳ tinh là cái lời đó là khắc kỳ đến cái tư tưởng của cái người bị khắc kỳ là như thế. Cho nên là chúng ta cẩn trọng đến những cái vấn đề tôi gọi là trong sự giao tế. Nếu trường hợp nào đó mình giao tế với một người nào đó mà vô tình thì không hiểu tại sao mà làm việc gì nó cũng không làm được, hoặc gặp người đó về chỉ nói một vài câu là tự nhiên mình chịu không nổi, đâm trong lòng rất là cay đắng và tức tối, thì như vậy là đó là vấn đề của kỳ tinh. Còn vấn đề hợp tinh thì những con sao mà nó di chuyển lẫn nhau, nó có tính cách hợp tinh với nhau, tức là mình nói ra một cái là người khác vui ngay đó. Như tôi nói là cự môn mà gặp sao thiên cơ tức là bị khắc kỳ, nó không được. Nhưng mà nếu sao cự môn mà gặp sao tham lang là hai cái sao đó, hai người gặp nhau đó, sẽ vui lắm. Tức là những người mà tôi đã thấy rất nhiều cặp là chồng có sao cự môn, nhưng mà khi lấy vợ có bộ sao mệnh thân là tham lang, thì hai vợ chồng đó là suốt ngày nói chuyện, cái cười giỡn suốt ngày hoài là như thế. Cho nên cái bản sao của một con sao nó cũng có tác dụng đến vấn đề tư tưởng và lời nói của mình. Rồi cái ngũ hành mệnh là cái cảm ứng của mình, cái khí lực trong người nó đi ra trong sự giao tế là như vậy. Chúng ta có ông Donald Trump, ông là mệnh thổ, bình sinh mệnh thổ của ông không đó là đối với cung nô cung đó ông đã khắc chế được rồi, nay gặp đúng những người mà như là thủy mệnh thủy nhân Putin và ông Tập Cận Bình, chúng ta hy vọng rằng là ông sẽ có những cái khắc chế và làm việc rất là sòng phẳng. Như vừa qua chúng ta thấy cái sự đàm thoại giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình, thì ông Tập Cận Bình thường không có phát ý hay là nói ra những cái lời hay là có sức mạnh của cái lời nói, không có, mà hoàn toàn do ông Donald Trump nói chuyện và ông dẫn dắt, ông leader cái hướng đi của cái sự nói chuyện đó. Chứ đó là cái sự khắc mệnh là như thế. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp về vấn đề hợp mệnh và truyền tin trong phần thứ 3. Tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Alo. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Alo, chào thầy. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh dương lịch ạ. Ngày mùng 3 tháng 11 sinh năm 1956, lúc 3 giờ sáng, để ăn 3 giờ sáng thầy. Rồi, tôi xin lặp lại ngày 3 tháng 11 năm 1956 và sinh vào lúc 3 giờ sáng giờ Sửu nhá, lắng nghe. Người này cho năm tháng ngày giờ rõ ràng thì sẽ có số mệnh rõ ràng nhá. Đây, dạ. Thứ nhất người này đó có mệnh là nữ hay nam? Nữ thầy. Nữ rồi, người nữ này có mệnh Thái Dương ngồi địa không đấy nha, gọi là mệnh không. Và tôi phải tìm xem là thân như thế nào. Mệnh không, dạ. Mệnh không và thân kiếp. Cuộc đời người này đầy sóng gió và trong gai nhá. Người đàn bà nhưng mà quả cảm lắm, có cái tư tưởng sự làm việc giống như đàn ông đấy nha. Và lấy chồng thì không bằng mình đâu nha. Chồng mình phải, cuối cùng là mình phải lo hết tất cả mọi thứ, tất cả cái đó nha. Cuộc đời cực khổ vất vả lắm, con cái sẽ không được hài ý như thế nào nha. Cuối đời của bà là người trung bình bình thường thôi, không giàu có và thành công, thì chung chung đủ sống thôi nha, không được hưởng con cái và trung bình mà sống mà thôi nha. Bà phải cẩn trọng với sức sống của mình nha. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong phần thứ 3. Xin kính chào quý vị.